Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt. Ngày xưa có người tên Trương Ba, tuổi còn trẻ nhưng đánh cờ tướng rất cao tay. Nước cờ của anh không mấy người trong thiên hạ địch nổi, tiếng lành đồn xa. Nhiều vị nổi tiếng cao cờ thường tìm đến tận nhà Trương Ba để tỉ thí. Nước cờ này dù có đế thích xuống đây cũng đừng có hòng gỡ nổi. Để xem kẻ hỗn xược dám xúc phạm đến thần cờ đế thích ta là ai. Ta đã có cách để giải nước cờ này. Nước cờ của cụ thật đáng nể phục, trong một chốc đã có thể giúp ta chuyển bại thành thắng. Bực thật, tự nhiên có ông cụ ở đâu đến làm mình lâm vào thế bí. Nhìn dáng vẻ ông cụ không giống người thường, nước cờ lại cao thâm đến vậy. Lẽ nào là... Ngài hẳn là đế thích đây rồi. Tôi người trần mắt thịt, không sớm nhận ra ngài. Ha 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 ha, ta nghe nhà ngươi tự phụ là cao cờ, nên muốn xuống xem cho biết. Núi cao còn có núi cao hơn. Ta đã quá ngạo mạn rồi, ngài là bậc thánh thần, xin bỏ qua cho. Ngài không hổ danh là thần cờ, ta thật sự nể phục ngài. Hy vọng tháng ngày sau có cơ hội được ngài chỉ giáo. Ta thấy nhà ngươi có bụng chân thành, vậy ta cho một nén hương này. Mỗi lần cần đến ta thì thắp lên một cây, ta sẽ xuống. Từ đó, Trương Ba thỉnh thoảng lại dọn cổ mời thần đế thích xuống chơi. Cả hai cùng nhau đàm đạo chuyện cờ tướng. Mình ơi, sao mình đột ngột ra đi, bỏ lại mẹ con tôi thế này. Một tháng sau, sao lại có nén nhang ở đây thế này? Chuyện gì thế này? Trương Ba đâu rồi? Nhà tôi mất đã gần một tháng nay rồi. Chết thật! Sao lúc mới mất không gọi ta xuống liền? Để đến bây giờ còn làm thế nào được nữa? Người xem, trong xóm hiện nay có ai mới mất không? Dạ, có một người hàng thịt mới mất tối hôm qua. Ôi ông ơi là ông ơi! Được rồi, ta sẽ kiếm cách làm cho chồng nhà ngươi sống lại. Nhưng là trong bộ dạng của người hàng thịt kia, đã đến nước này thì đành vậy. Chỉ cần chồng tôi sống lại, dù là trong hình hài nào cũng không quan trọng. Chuyện gì thế này? Người chết sống lại ư? Ở đây là đâu thế này? Chồng tôi, ông ấy sống lại rồi. Ông đi đâu thế? Mình ơi, tôi sống rồi, tôi trở về với mình đây. Ôi, ông nó, chuyện này là thế nào? Tôi mới là vợ ông cơ mà. Chị nói gì thế? Đây mới là vợ tôi. Sao có thể như thế được? Thật ra, chuyện là thế này. Thì ra là vậy, cũng may nhờ có thần đế thích ta mới được hồi sinh trở lại. Chồng tôi sống lại là phúc phận của ông ấy. Cô đừng hòng dùng mấy lời bịa đặt đó lừa gạt chúng tôi. Sau lần chết đi sống lại này, người này đã không còn là chồng của chị nữa rồi. Đây là Trương Ba, chồng tôi. Ông là chồng tôi, sao ông nỡ phụ bạc tôi? Dù sao chúng ta cũng đã sống với nhau mấy chục năm tình nghĩa. Tôi là Trương Ba, tôi không phải anh hàng thịt. Chuyện gì mà ồn ào thế? Ông hàng thịt tưởng đâu chết rồi, bỗng nhiên sống lại. Kỳ lạ thật. Các cô các bác vào làm chủ giúp nhà tôi. Rõ ràng ông ấy là chồng tôi, vậy mà giờ cô ta cứ nhất quyết nhận là chồng mình. Đúng rồi, sao lại vô lý thế được? Chuyện đã đến nước này, chúng ta hãy đem lên quan phủ để nghe phân xử vậy. Người này là anh hàng thịt, nhưng bản thân anh ta lại nhận mình là Trương Ba, khó phân xử thật. Chắc chắn ông chồng tôi và cô ta viện cớ này nọ để gian díu với nhau, mong quan trên phân xử, lấy lại công bằng cho tôi. Chồng chị ngày thường làm nghề gì? Bẩm quan, chồng tôi chỉ thạo nghề mổ lợn thôi ạ. Còn chồng chị ngày thường làm nghề gì? Dạ thưa,
chồng tôi chỉ thạo đánh cờ mà thôi. Người đâu, mau đem một con lợn đến đây cho anh ta mổ, rồi đi tìm cho ta mấy người giỏi cờ đến tỉ thí với anh ta. Tôi thật sự không làm nổi chuyện này. Ông đừng có làm bộ làm tịch nữa. Bình thường với con lợn này, ông chỉ làm một loáng là xong cơ mà. Đó là với chồng chị, còn với người đọc sách, chơi cờ như ta, đâu quen làm mấy việc hung bạo như thế. Chiếu tướng, ngài đúng là cao cờ hiếm có, ta xin nhận thua. Xưa nay, ông có biết chơi cờ đâu. Chẳng lẽ ông thật sự... Không còn nghi ngờ gì nữa. Người này chính là Trương Ba. Ta cho phép nhà ngươi được trở về nhà, sống đúng với thân phận của mình. Cảm tạ ngài đã phân xử anh Minh. Người này giờ chỉ có thân xác là chồng chị, tâm tính đã hoàn toàn là người khác rồi. Dù cố gắng thế nào, cuộc sống gia đình cũng không thể hạnh phúc. Tôi biết chị cảm thấy mất mát thế nào, nhưng mong chị hãy suy nghĩ thấu đáo để bớt đau buồn. Cớ sự đã đến nước này, thôi thì đành vậy.